Xin chào các bác. Mấy hôm nay trời nóng quá, nhất là hôm qua. Hôm nay trời chắc là cũng vậy. Có báo đến mùng 5, mùng 6 mới hết cơ, hết cái đợt nắng nóng này. Thì nắng nóng này xong là kèm gió Tây Nam, cảm giác người nó khô, nó khó chịu. Con người chúng ta thì như vậy rồi. Thế còn chúng ta là những người gọi là chơi lan thì rất lo lắng về cái dịp này, đúng không các bác? Cái nắng nóng là các bác lo lắm. Tại vì sau những cái trận nắng nóng này sẽ có những cái trận mưa rào rất là lớn. Sau đó là cây của chúng ta rất hay bị thối, bị hỏng trong cái dịp này. Thế thì vừa với sáng mới tưới xong, bây giờ muốn thôi thì cũng chia sẻ với các bác một số cái mà gọi là một số lưu ý trong cái nắng nóng này. Thì thưa các bác là trong cái dịp nắng nóng này ấy, thì chúng ta phải chăm sóc lan như thế nào cho nó hợp lý. Cũng rất nhiều các bác đã hỏi comment về những cái việc này. Đấy thì là cái dịp này là cây thì đang có hoa, nếu phi điệp là hoa rất nhiều, tam bảo sắc cũng có hoa. Thế rồi một số dòng là nó đang có hoa rất là nhiều. Đấy. Thì chúng ta thưởng thức, tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó nắng nóng là hoa nó nhanh tàn lắm. Ví dụ như trời mát mẻ có thể là được đến 20 ngày, nhưng mà nắng nóng này có khi thì được 5-7 ngày là nó đã tàn hết rồi. Đấy. Thế thì cái đấy là do thời tiết bắt buộc, chúng ta cũng chẳng có cách nào được. Tuy nhiên thì cũng có một số biện pháp mà chúng ta nên lưu ý theo cái cách, theo cái gọi là kinh nghiệm của vườn tôi. Thì đầu tiên các bác phải lưu ý những cái mà cần thiết như này. Thứ nhất là vườn lan nếu mà cái lưới tre mà nó quá nhiều nắng, chúng ta có thể là hạ thấp những cái dàn lan, những cái giỏ lan của chúng ta xuống. Ví dụ như là đợt trước chúng ta cần cho nó nhiều nắng thì chúng ta có thể treo cách lưới cỡ khoảng 6-70 phân, nhưng bây giờ chúng ta có thể là nối dài xuống. Đấy, cách lưới cây cái giỏ lan này cách lưới cỡ khoảng 1m2, 1m5, thậm chí 2m. Có nghĩa là cái dàn mà thiết kế càng cao thì độ an toàn là càng lớn, có nghĩa là chúng ta hạ thấp xuống. Đấy, thì cái nắng nó cũng nhạt đi qua lưới, xong là nó xuống thấp hơn là nó cũng đỡ bị ảnh hưởng về cái nắng nóng. Đấy là cái thứ nhất. Đấy. Cái thứ hai là cái chế độ tưới. Thì các bác là nên là tưới sớm, ví dụ sáng sớm dậy 5 giờ có khi là nó đã tỉnh giấc rồi, đúng không? Thì chúng ta có thể là tưới sớm và tưới đậm, tưới cho làm sao cách tưới của mình, có nghĩa là một là có thể là có những cái phun tưới tự động hoặc là bán tự động, thì các bác tưới thật sớm. Đấy, làm sao cho nước nó ngấm hết vào giá thể rồi cây. Đấy, làm sao nó đậm nhất. Đấy, những cái nào mà như nhà vườn nhà mình đây thì cái vòi phun, thế còn khi mà những cái chỗ nào mà có thể nó phun không tới, chúng ta phải chú ý là chúng ta dùng vòi tay. Đấy, chúng ta phun cho nó đậm nước và sớm. Đấy, nhớ là sớm, ánh nắng mặt trời chưa có càng tốt. Đấy, các bác nhớ là như thế. Thôi cố gắng chịu khó chút các bác nhá. Đây là tưới sớm. Cái thứ ba là chúng ta ngừng hết các loại phân bón. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta đã bón gốc rồi thì chúng ta cũng cứ để nguyên vậy và chúng ta không tưới thêm hay là phun thêm hay là bỏ thêm những các loại phân gì hết cả. Nhất là phun phân bón lá 30-10-10 hay những cái gì là chúng ta nên dừng phun phân thuốc chất kích thích trong cái dịp này. Chúng ta cứ ngưng đi, bao giờ nó ổn định chúng ta dùng lại. Còn bây giờ chúng ta tạm thời trong những ngày nắng nóng này chúng ta không nên tưới phân chất kích thích. Đấy, đó là cái thứ ba. Đấy. Cái thứ tư
là chúng ta về cái tưới đấy, thêm cái tưới là buổi sáng để tưới ẩm. Thế còn buổi chiều nếu mà nắng nóng như thế này thì cứ lúc nào nắng dịu đến tầm 5 giờ 5 rưỡi chúng ta tưới, lại tưới đậm tiếp. Thì từ buổi sáng ấy, thì là cái cây nó đã hấp thụ cái nước của chúng ta tưới và đến tầm 4 giờ chiều là cũng đã khô hết rồi. Đấy, nên cây lúc ấy bắt đầu có sự thiếu nước. Thế nhưng mới đến tầm khoảng gọi là 5 giờ 5 rưỡi ấy, tùy theo vườn nhé, cái này thì nó vô cùng lắm, có thể là có vườn chỉ 3 giờ là đã hết nắng rồi, đúng không? Có thể nó được cây nó che khuất rồi, bức tường che khuất rồi, đủ các loại nó che khuất, có nghĩa là nó không còn ánh nắng nữa, chúng ta có thể tưới lúc đấy được. Đấy, tưới lúc đấy thì cây nó không còn ánh nắng nữa thì nó chỉ còn gió thôi, ví dụ gió nó có gió ấy, thì là chúng ta có thể tưới đậm. Đấy, thế còn vườn nào mà nó vẫn dại nắng thì đến tầm muộn hơn một chút. Đấy, thoáng hơn thì muộn hơn chút chúng ta tưới đậm. Thế trong cái này thì cũng có một số bác thì cũng hay hỏi thêm là thế ngày thì tưới mấy lần. Thì thường thì tưới vào buổi sáng và buổi chiều đấy, như vừa nãy tôi nói đấy, là nên tưới. Thế còn tùy theo thời tiết, ví dụ nắng nóng này ta có thể như vậy, thế nhưng cái hôm mà trời nó bình thì có thể ngày tưới một lần thôi. Còn nếu mà trời mà nó lại không hao nước ấy, chúng ta phải có cảm nhận ở mỗi vườn một khác, không vườn nào áp dụng giống vườn nào đâu, các bác phải cảm nhận từng vườn của nhà mình. Đấy, có thể ông hàng xóm ông ngày ông tưới 2-3 lần nhưng tôi chỉ cần tưới lần thôi. Đấy là việc của mình, tại vì mình cảm nhận. Ví dụ như là cách đơn giản nhất là chúng ta có thể đặt tay vào cái mặt chậu ấy, mặt chậu mà chúng ta cảm thấy là nó khô hết nước rồi, gọi là khô rồi, lá có vẻ là không được căng nữa, căng nước nữa, căng về cái bình thường ấy, thì chúng ta tưới. Chứ không nhất thiết là cứ phải là 2 lần hay là 3 lần hay 4 lần đấy, hay là 2 ngày 1 lần đấy, nó cái này nó tùy các bác nhé, cảm nhận do mình, tay mình đặt trên cái mặt chậu ấy mà cảm thấy nó khô quá rồi thì chúng ta phải tưới. Đấy, cái lưu ý nữa là ở cái chỗ nắng này nữa là khi mà chúng ta mà ví dụ buổi trưa hay là cỡ 1-2 giờ chiều mà chúng ta nhìn thấy cái giò lan của chúng ta mà cái lá nó héo ấy, đấy, nó khô nó héo là rất nguy hiểm. Thì vì cây mà nó đã bị mất nước một cách nặng nề là nó mất sức và nó sẽ bị tuyệt quệ, nên là chúng ta phải lưu ý. Thì chúng ta nên treo cái giỏ đó xuống thấp và chúng ta để cái chỗ mát hơn, đợi đến bao giờ cái chậu của chúng ta nó, nhiệt độ nó xuống bình thường, ví dụ như phơi nắng có khi nó lên đến 40-41 độ, nhưng mà để một cái chỗ mát thì nó chỉ còn 35 độ thôi, ví dụ thế, hay dưới 35 độ thì chúng ta lúc mới tưới. Chứ chúng ta đang nắng cái chúng ta mang cái vòi nước chúng ta phụt luôn mà cây xong cứ để nguyên đấy thì có khi là nó cháy. Đấy, nên cũng rất nguy hiểm, nên chúng ta cứ để vào cái chỗ xuống thấp xuống hoặc là để vào chỗ mát hơn. Đấy, nó khi nó dịu cây lại thì chúng ta bắt đầu tưới thì rất là hiệu quả, không ảnh hưởng nặng nề đến cây. Nhưng cố gắng là chúng ta đừng để cây nó bị thiếu nước trầm trọng đến mức héo lá. Héo lá là héo rễ. Đấy, thế nên là nguy hiểm lắm. Cái thứ nữa là chúng ta có thể là những cái dịp này chúng ta có thể ở dưới nền đất này, nền sân này, hay là nền bê tông, nền trên mái, chúng ta có thể là thêm những cái an nước, cái chậu nước hoặc chậu cây cảnh. Ví dụ như cây chậu cây cảnh mà nó có đất ấy, chúng ta trồng thì chúng ta thường chúng ta tưới thì cái hơi nước ở những cái cây đấy nó sẽ có tác dụng. Cái hơi nước ở cái cây này rồi ở cái giá thể cái đất trồng ấy nó sẽ bốc hơi lên. Hoặc là chúng ta có thể dùng những cái khay, những cái máng đổ nước vào và chúng ta cho nó bốc cái hơi ẩm lên thì cây của chúng ta cũng rất là ổn. Đấy là những nhà các bác mà có ở những cái chỗ mà nó gọi là nắng quá nhiều thì chúng ta cũng nên làm như thế. Nhưng lưu ý, các bác nên lưu ý là nó phải là
thoáng gió nhé, thoáng gió. Còn những cái chỗ đấy bắt buộc là các bác có thể là nếu không thoáng gió là các bác phải dùng quạt đấy, có nghĩa là dùng một cái thiết bị mà nó có làm cho gió có thể lưu thông chứ không bị tù túng ẩm này quá nhiều này, xong lại bị gió tù túng này thì cái nguy hiểm nó còn nặng hơn là để im nó khô. Các bác lưu ý như thế nhé, nó phải có lưu thông. Khi mà ẩm mà nó lại có gió lưu thông thì không vấn đề gì, nhưng mà ẩm mà lại không có gió lưu thông cây rất dễ bị thối. Đấy, nhiễm khuẩn nhiễm nấm rất là nhiều, cho nên là các bác lưu ý cái chỗ mà thông thoáng, cái vườn thông thoáng quan trọng. Nếu mà cứ thông thoáng nắng thoải mái nhưng thông thoáng tưới đủ ẩm thì thoải mái không vấn đề gì, nhưng mà cái vườn mà bị tù túng để nhiều quá nhiều cây trong một cái diện tích nhỏ. Đấy, thường thì các bác mà chơi ở nhà phố ấy là thường là có diện tích bé và treo rất nhiều cây mà cây rất là sát nhau. Đấy, cái độ nguy hiểm nó cũng cao hơn so với cái vườn như của tôi chẳng hạn, thì là nó thưa thoáng cho nên là cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Tuy nhiên những cái vườn mà nhỏ hẹp đấy, giống như kiểu tận dụng nhưng mà chúng ta lại hơi tham lam mà dùng quá nhiều, chơi quá nhiều, có nghĩa là để sát xít xịt xịt vào với nhau rất nguy hiểm. Đấy. Cái quan trọng nữa là các bác lưu ý là hiện bây giờ là những cái ngọn những cây lan của chúng ta là cũng khá là dài, có cây con đấy, cây ở mầm gốc ấy nó đã lên đến 40-50 cm rồi. Thì cái khi cây ở cái tầm này thì bắt đầu cái ngọn cái lá nó nhiều, bắt đầu nó cũng có cái sự là hơi nghiêng nghiêng đi. Đấy. Nếu các bác mà thường là hay giữ cho nó đứng lên thì một số cái vườn nhỏ ấy, hoặc là theo cái xu hướng cách trồng hoặc là thích cái kiểu đấy thì các bác có thể là cho đứng lên. Tuy nhiên cái đứng lên thì rất nguy hiểm khi mà nước nó đọng ở ngọn và có nắng nóng, nó giống như một cái nồi xong rồi đổ nước vào xong rồi ánh nắng nó đến là nhiệt độ cao đúng không, thì là gần như là nước sôi, không sôi thì cũng phải 60-70 độ thì nguy hiểm đến cái ngọn lan của chúng ta. Nên chúng ta lưu ý là nếu những cái giò lan mà nó phát triển ngang ngang như thế này đấy, ví dụ như nghiêng ra rồi, nghiêng 45 độ rồi, thì chúng ta một là chúng ta có thể là hơi nhích cái dây treo ấy của cái đằng sau ấy, cái đằng phía sau ấy, cho cái ngọn nó đi ngang hoặc là nó hơi dốc xuống một chút, chúng ta tưới thoải mái, nước không bao giờ đọng ngọn đúng không. Đấy là cái cách treo thân thòng, để thòng xuống. Thế còn những cái ngọn mà nó gọi là cứ bắt, có nghĩa là mình cứ hướng nó đứng lên ấy, thì chúng ta phải lưu ý rất là cẩn thận, không là sẽ cháy lá nõn là chuyện bình thường, rất hay bị thối ngọn trong cái dịp này. Đấy. Nguyên nhân thứ nữa là cũng có bác là rất hay hỏi là cái dịp này là cái bộ gốc rễ nó cũng rất hay chết, nó chết từ gốc nó đi lên. Đấy, thì cái này tôi sẽ giải thích là nó cũng do là cái sự nhiệt độ, thế rồi phân bón đúng không. Như đợt trước tôi cũng đã nói là ví dụ như chúng ta bón phân tăng trọng đặt gốc đấy, thì nó hiệu quả. Tuy nhiên là chúng ta phải biết cách để làm sao nó hiệu quả, chứ đừng để cái phân bón ở gốc nó lại làm tác nhân để gây thối. Thế mà khi đấy lý do là chúng ta là có thể là cho quá nhiều, các bác nhé, cho quá nhiều cái phân tan chậm hay là phân chuồn quế hay là phân bò của chúng ta cho quá nhiều. Khi mà cho quá nhiều thì nước tưới nhiều đúng không, nó sẽ ngấm xuống giá thể nhiều, thì cái độ đậm đặc, các bác hiểu là cái độ đậm đặc nó sẽ tăng lên. Mà đã độ đậm đặc tăng lên mà lại gặp nắng nóng theo kiểu tù túng ban ngày 40 độ như ban đêm cũng 37 độ ấy, nó chênh lệch rất là ít ấy, nguy hiểm. Và cây nó dạng như kiểu bị ngộp phân, các bác hiểu là từ ngộp phân, nó giống như kiểu cái bộ rễ nó quá nhiều nước nhưng mà nó lại bị cái nồng độ phân
tốt, tuy nhiên thì nó ở cái nồng độ nào thôi, cái nồng độ mà quá tốt, quá nhiều nó sẽ nguy hiểm các bác nhé. Thế nên là chúng ta như đợt trước tôi cứ hay bón loáng thoáng thôi, ra vành ngoài, loáng thoáng và ra vành ngoài. Chúng ta có muốn làm gì thì chúng ta cũng bón xa, đừng sợ là cái rễ nó nó không hút được đâu, nó sẽ rễ nó sẽ luồn lách và nó đi tìm phân. Cho nên chúng ta để phần ngoài và loáng thoáng hoặc để ít thôi thì không vấn đề gì. Đấy, thì nó không nấm khuẩn, nó cái rễ nó không bị phồng lên lúc nào cũng vàng vàng, sau đó là nước nó ngấm nhiều, thế rồi phân bón nó đậm đặc, chết luôn cả bộ rễ. Mà cái này thường, các bác nhé, thường vào những cái bụi, những cái giỏ lan mà rất là nâng niu, cái giỏ lan rất là khủng, có nghĩa là cái giỏ to đấy, giỏ của chúng ta có thể hàng chục ngọn đấy. Và năm 2, năm 3, năm 4, càng về sau thì càng nguy hiểm ở cái phần này. Tại vì cái bộ rễ nó rất là nhiều, khi nó thối là nó thối hết, nó thối hết cả bụi luôn, vứt đi cả bụi luôn chứ không còn để lại được cái gì. Nên là cứ thường đến năm thứ 3, thứ 4 trở đi là người ta có thể hay phải thay giá thể. Tại cái bộ rễ nó đã ăn hết ra đến bên ngoài của cái chậu rồi. Ăn hết bên ngoài của chậu có nghĩa là trong nó đặc xịt rễ rồi. Thì cái độ, cái nguy hiểm về cái bộ rễ chết rất là nhiều. Nên các bác cũng lưu ý là cứ tầm đến năm thứ 3, đúng không? Thứ 4 chúng ta nhìn giá thể mà đã bị rễ hết đặc khịt rồi thì chúng ta cũng nên phải có kế hoạch thay sang chậu mới, thay giá thể mới cho cây nó khỏe. Tuy cái năm đấy có thể kém đi một chút, mình có thể thấy nó kém đi một chút, nhưng sang năm thì cây nó lại ngon lành, hoặc là năm đấy đã đẹp luôn đấy. Chúng ta nên như thế đấy, là nó có cái sự nguy hiểm khi mà để cái giò lan gọi là lưu cữu quá lâu thì đấy là một cái nguyên nhân thối trong cái mùa nóng này. Đấy. Các bác phải nhớ là không để cái vườn của chúng ta nó bị tù túng về gió, về nước. Có nghĩa là nước thì nó cứ, mình cảm giác nó cứ vào cái vườn nó không thoáng, nó không nó cứ nồng nồng ấy, gọi là nó cứ nồng nồng theo cái kiểu nhiệt độ lúc nào nó cũng cao và cái độ ẩm nó quá cao ấy, mà lại không có gió lưu thông là nguy hiểm nhất cho cây. Nên là chúng ta lưu ý về cái này. Đấy, còn cái gì nữa không nhỉ? Đấy, nó chỉ có mấy cái cơ bản là như vậy thôi. Đấy, cũng xin tóm lược lại. Thứ nhất là chúng ta sẽ hạ độ cao của cây xuống, tăng cường tưới về buổi sáng sớm lúc chưa có mặt trời, và tưới lúc buổi chiều khi cây đã mát, giàn lan đã mát. Các bác nhớ là cứ giàn lan mát chứ đừng không nói là đến thời gian nữa. Tại vì thời gian có người thì 3 giờ đã hết nắng từ lâu rồi, nhưng có vườn thì đến tận 6 giờ vẫn còn nắng rồi. Cho nên là cứ vườn lúc bắt đầu hạ nhiệt và mát rồi thì chúng ta tưới. Tưới lúc đấy các bác yên tâm là không sợ nó động nước đêm đâu. Chỉ đến tầm 8 giờ là khô lại, khô bình thường, cây hút đủ nước và bình thường rồi, cây lại như là rất là tốt rồi, không vấn đề gì. Nên không sợ là nó động cả đêm. Đấy, còn đấy, cái thứ ba là chúng ta có thể thêm những cái chậu đặt ở dưới nền, nếu như các bác nền bê tông. Nhưng lưu ý là hoặc là đặt những chậu cảnh đấy, là dưới nền, làm sao để cho nó bốc cái hơi nước lên thì cây lan của chúng ta nó có cái độ ẩm đều rất tốt. Nhưng mà nhớ lưu ý là thông gió, các bác cứ nhớ phải là thông thoáng gió, chứ tù túng gió quá không được, bắt buộc có khi là phải dùng quạt hay là gì đó, một cái thiết bị đẩy gió cho nó lưu thông thì vườn của chúng ta vẫn vô tư, không vấn đề gì. Đấy, cái thứ ba nữa là phân, thì là chúng ta ngừng phân bón, ngừng lại tất cả các loại phân bón lá, phân bón gốc. Chúng ta nếu để quá nhiều thì chúng ta sẽ bỏ bớt ra hoặc là để ra cái rìa cạnh, đừng để coi như là cây bị ngộp phân trong lúc nắng nóng, nó sẽ chết cả bụi. Thứ nữa là những cái ngọn lan nếu mà nó đang đứng đã có xu hướng nghiêng nghiêng thì chúng ta có thể là kéo cái dây ở phía ngược, phía đằng sau ấy, để cho cây nó ngang cái ngọn ra để cho nó thả xuống thì sẽ không bị thối ngọn. Đấy là những cái lưu ý mà
Với nữa là nếu như vườn nhà tôi đây chẳng hạn, tôi tưới bằng cái bếp phun, tuy nhiên thì tưới bếp phun này rất là nhàn, nó có thể cũng khá đều, hạt nhỏ. Đấy, tuy nhiên thì khi mà có những cái chỗ mà tưới nó cái vòi nó tắc hay cái gì chúng ta không để ý, chúng ta cứ chủ quan cứ bấm lên nghĩ là nó ngon hết, nhưng mà đôi khi có những cái chỗ mà nó sót thì chúng ta nên tưới bằng tay, cái vòi bằng tay, để làm sao cái nó được đều nhất, những cái chỗ đấy nó vẫn có nước, chứ không mình cứ tin tưởng bằng vòi bếp rồi cuối cùng lá là bị cây nó bị khô quá. Đấy, các bác lưu ý thế thôi. Đấy, còn đơn thân thì các bác tưới bình thường. Tưới bình thường, tưới sáng cũng tưới thế, chiều cũng tưới thế. Đơn thân nó phát triển quanh năm mà nó không có mùa nghỉ nhiều, cho nên là không cần phải lưu ý nhiều và chỉ chăm sóc đều trong năm là ok. Đấy. Thế là hôm nay cũng tranh thủ lúc vừa tưới xong này cũng ngồi uống chén nước vối vợ nấu và cũng chia sẻ với các bác một số cái gọi là kinh nghiệm, đúng không? Gọi là kinh nghiệm của tôi trồng ở vườn nhà tôi thấy như nào tôi nói vậy. Thì các bác có thể thấy nó hao hao, nó giống giống hay những cái gì có thể là chúng ta có thể là áp dụng thì chúng ta áp dụng các bác nhé. Chứ không phải vườn nào giống vườn nào. Đừng nhìn hàng xóm người ta tưới ngày 10 lần mình cũng đem tưới, có khi vườn nhà mình hỏng hết. Nhưng mà nhà người ta lại không được gì. Đấy là do cái mỗi vườn, mỗi nhà và mỗi cách chăm sóc nó có những cái đặc điểm đặc biệt riêng của từng vườn. Xin chào các bác. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nha.